Xin chào các bạn Hiện tại thì danh sách uh, giải chạy uh, Lễ hội mùa vàng Bắc Sơn ấy các bạn thì đã có tổng thể là hơn 1.000 vận động viên quy tụ rất là nhiều các bạn ạ đấy ở đây thì uh, gồm có gồm có 3 cự ly các bạn nhé uh, 5 km 10 km 21 km cả nam và cả nữ các bạn nhé và cự ly 5 km là nhiều nhất và quy tụ được nhiều vận động viên ở trong tỉnh cũng như là ngoài tỉnh ở tất cả các cự ly ở trong đây ấy thì các bạn có thể thấy là những cái danh sách đa số ở trong tỉnh thì rất là nhiều các bạn ạ đấy ủng hộ cho à, ủng hộ cũng như là tham gia cái phong trào lễ hội mùa vàng bắc sơn năm 2023 các bạn ở đây có những cái cự ly cả nam cả nữ các bạn nhé đấy thì ở đây có trong danh sách lễ hội mùa vàng này rồi thì 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 các bạn có thể tham khảo qua cái thông tin này thì rất là nhiều luôn, ạ và khi mà các bạn khám phá lễ hội mùa vàng ấy thì sẽ có cái cung đường chạy cũng khá là độc đạo cũng như là khá là hay các bạn đấy khi mà các bạn đến bắc sơn ấy thì ở đây ấy, thì các bạn sẽ ngắm được cái thung lũng mùa lúa lũ chín bắc sơn rất là đẹp vào cái thời điểm này như các bạn đã biết ấy, thì hiện tại vào trong vào ở miền bắc đấy thì những cái bạn ở miền nam cũng như là ở miền trung các thứ thì các bạn rất khó được cái chiêm ngưỡng được những cái cảnh sắc mùa vàng trên vùng núi cao ở uh, miền bắc các bạn ạ đặc biệt ở những cái, 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 cái tỉnh đông bắc hoặc là tây bắc ấy thì hiện tại đông bắc à, tây, tây bắc ấy thì lúa thì cũng như là đá chín cũng như là các thứ hết rồi đúng chưa đá kiểu đã đã chín trước khoảng tuần trước rồi, phải ạ? Tuần hoặc hai tuần trước rồi nhưng mà ở những cái khu vực Đông Bắc ấy thì lúa mới bắt đầu chín, cũng như là bắt đầu vào vụ là cái vụ mùa gặt các bạn ạ. Đấy, ở Bắc Sơn cũng vậy. Thì cái cống cánh đồng lúa Bắc Sơn thì với núi non trùng điệp cũng như là mọi thứ ấy, thì các bạn đã thấy là cảnh quan cũng như là mọi thứ uh, rất là đẹp vào trong cái mùa này, được chưa? Dạ? đó các bạn có thể chiêm ngưỡng những cảnh sắt những cái ngọn núi cao chót vót đúng không ạ xen những cái thung lũng cũng như là à, thung lũng cánh đồng lũa đặc biệt là cánh đồng lũa bắc sơn các bạn rất là rộng đúng không ạ đó phải nói với các bạn như vậy thì ở lễ hội mùa vàng bắc sơn năm 2023 ấy, thì sẽ có những cái hoạt động ví dụ như rất là hay các bạn có thể xem chiêm ngưỡng ở trên đây này có những cái Uh, trình trưng bày những cái quảng bá về du lịch những cái sản phẩm ô cốp của địa phương các bạn ạ đấy từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 10 các bạn nhé có nghĩa là rơi vào thứ bảy và chủ nhật thường thường những cái hoạt động ấy thì sẽ rơi vào uh, thứ bảy và chủ nhật mỗi địa phương thì hiện tại để, để, mạnh phát triển du lịch khá là nhiều trong cái thời điểm cuối năm hiện tại đặc biệt vào trong cái dịp mà Uh, sự kiện mùa thu này các bạn ạ, đấy, bởi vì cái, cái thời tiết cũng như là khí hậu rất mát mẻ, rất cho thích hợp cho tổ chức những cái sự kiện cũng như là quảng bá du lịch của địa phương, mỗi địa phương sẽ có những cái quảng bá du lịch cũng như là mọi thứ về địa phương các bạn ạ, ví dụ như ở từng khu vực, từng tỉnh sẽ có những cái khu vực quảng bá du lịch của từ từng địa phương, đúng không? Ví dụ như ở Bắc Sơn cũng vậy, ở đây có những cái uh, ở đây các bạn có thể thấy là có những cái hoạt động ở thời điểm này ở thời điểm đó 28 đến ngày 29 rất là thú vị cho các bạn trải nghiệm nếu các bạn uh, thích khám phá và tham quan cũng như là trải nghiệm những cái 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 văn hóa cũng như là bản sắc của từng địa phương ạ Ờ, uh, đối với giải chạy ấy, thì thường giải chạy bây giờ kết hợp với cái du lịch rất là nhiều sự kiện giải chạy kết hợp được với du lịch rất là hay được chưa? Đó, nhiều bạn bảo với mình là nếu mà không có giải chạy chắc chắn em sẽ không đến địa phương đấy bao giờ. Đấy thì cũng là một yếu tố quan trọng. ở đây có cái cung đường các thứ các bạn, ở đây có cái cung đường mình cho các bạn xem cung đường ở đây. Đây có cung đường 5 km ở đây là các bạn ở bên Bắc Sơn các ban tổ chức về đã cho ra những cái cung đường rất là đẹp rồi các bạn Đây, các bạn thấy chưa có cái cung đường này các bạn thấy chưa đây là cái bản đồ map bản 3D rất là đẹp cái cung đường chạy đây là cái lũa Bắc Sơn ở đây có cái dòng sông chảy qua rất là thơ mộng cũng như là phong cảnh cũng khá là hữu tình các bạn ạ các bạn có thể lên cái đỉnh núi Nà Lai ấy, để các bạn ngắm xuống cái thùng đúng này quá là hay thì ạ đây là cái cung đường 5 km các bạn nhá. Đấy, rất là hay. Đó đây là cái thùng lũng như là cánh đồng lúa của Bắc Sơn các bạn nhá, của Lạng Sơn. Ở đây là cự ly 21 km. Cự li này cự li bao nhiêu? rồi cự ly 21 km này. Đấy, thì sẽ chạy dọc này. Đấy, chạy men qua. Ở đây sẽ có những cái marker các bạn thấy chưa? Những cái marker gắn ở trên đường các bạn sẽ không sợ bị lạc lại chạy qua băng qua cánh đồng lúa, đây, đó, đây có những cái marker các bạn men theo cái marker này các bạn nhé đây được ở chạy ở trên đường ấy, đấy, khá là hay, đấy, cái này mương nội đồng này, ở đây thì các bạn có thể thấy là, rồi đây có một số ảnh về băng qua cánh đồng cũng như là cái khu vực đây là thị trấn đó đây là đây là cổng với đích đây à đây là cự ly uh, 10 km so với các bạn ở đây sao đặt 21 km đây là 10 km các bạn nhá ở đây là cự ly 21 km các bạn nhá đây là cự ly gọi là cũng là khá khắc khắc nhiệt các bạn ạ à. hỏi là các bạn cần phải có cái nền tảng thể lực cũng như là uh, quá trình tập luyện rồi nhận thì các bạn mới có thể chạy được cái cự ly này có, nghĩa là chinh phục được cái cự li này đường thì cũng khá là nhiều đá răm nhỏ thì các bạn cần phải cẩn thận nhiều bạn vận động viên chạy tốc độ cao có thể dẫn đến tình trạng bị trơn trượt đấy các bạn đấy thì các bạn là cần phải cẩn thận đi nhẹ nhàng từ từ các bạn phải chắc chân ở đây các bạn sẽ qua cái chỗ này này đấy vòng qua thì cái chỗ có một số cái con núi rất cao về cái thời tiết ở bắc sơn tới này ấy, vào cuối tuần này thì mình không rõ là uh, thời tiết như nào cũng chưa biết trước được bây giờ cũng rơi tầm khoảng bảy tám ngày nữa năm sáu dạ? ngày nữa thì cũng chưa đoán được thì dự báo thời tiết sẽ là đẹp rồi dạ? nhưng mà um, bởi vì là hiện tại thì cũng chưa có cái hiện tượng mưa rầm và mưa phùn như là mùa xuân thì thời tiết có vẻ là nó sẽ thích hợp cho các bạn tham gia những cái hoạt động trải nghiệm dạ? đó đây là cự ly 21 km tại Bắc Sơn đó. Đó là cái thông tin cho các bạn thấy chưa? Đó. Ờ, trong cái đây là có một số video hay này. Video highlight các bạn nhá. Ồ, ờ, hay quá, chất lượng quá. Rồi đội mây già hùng hậu có khác. Ở đây các bạn khi mà các bạn tham gia Bắc Sơn lễ hội mùa vàng 2023 thì các bạn sẽ có những cái bức ảnh rất là chiêu các bạn nhá. Bởi vì có cái đội ngũ media hoạt động cũng như là uh, chụp các giải lớn các bạn nhá. Vì như những cái giải lớn hàng đầu ạ. Tham gia của những cái hệ thống Jungle ấy. Đây, cung đường khá là hay. Đấy, khá là đẹp nhỉ đây các bạn thấy chưa cái này dòng sông này rất là thơ mộng luôn nhìn như này thôi nhưng mà dòng sông chảy chạy chảy dòng sông nước đổ ra đấy thì nó khá là sạch các nhá trong xanh sạch nó chưa nó gọi là nó chưa có tác động của đô thị hóa nhiều được chưa? chưa có tác động của đô thị hóa nhiều cho nên là cái dòng sông ở đây dòng suối dòng sông sông ở đây nó rất là trong xanh đấy các bạn có thể lén cái à mà một điều quan trọng nữa đó điểm lưu trú địa điểm lưu trú thì các bạn để chắc chắn đấy các bạn có thể đặt order pre order có nghĩa là đặt phòng trước đúng bốc trước cái nhà nghỉ cũng như là hoặc là homestay ở Quỳnh Sơn Bắc Sơn đây thì có rất là nhiều homestay các bạn ạ homestay ấy thì hôm xây thì nó sẽ các bạn có thể vào những cái khu lưu trú đấy thì cũng khá là hay được chưa? thay vì các bạn vào nhà nghỉ khách sạn thì hôm Tây thì 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 à, các bạn sẽ được hòa mình với đồng bào ở trên Bắc Sơn cũng như là ở khu vực miệu Quỳnh Sơn đấy thì rất là nhiều đây ở đằng sau cái này này thì sẽ có đúng chưa nhỉ ở đây đúng rồi ở đằng sau cái này thì có rất là nhiều cái hôm thây các bạn các bạn có thể bốc trước hôm Tây thì nó sẽ có giá thành nó sẽ rẻ hơn cũng tùy các bạn thôi căn bản là nếu mà các bạn căn bản là các bạn muốn trải nghiệm như thế nào cơ ví dụ như muốn hòa mình với đồng bào ấy thì ở địa phương các bạn nên bốc hôm xây được chưa còn nếu mà các bạn muốn yên tĩnh một chút thì các bạn có thể chọn nhà nghỉ được chưa nhưng mà nếu mà số lượng nhà nghỉ giới hạn thì các bạn cũng nên chủ động mà chọn nhà nghỉ là đấy trước được chưa đấy khá là thú vị cho các bạn trải nghiệm thường những cái hoạt động này thì sẽ vào cuối tuần thì nó khá là thú vị cho những cái bạn mà phải không 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 có thời gian nhiều trong việc giữa tuần đấy thường những cái sự kiện sẽ được tổ chức vào cuối tuần các bạn ạ bởi vì là À, vào trong cái giờ hành vào trong giữa tuần hoặc những cái đấy thì giờ, giờ hành chính thì ít khi ai đi được Cho nên là những đa số những cái này thì rất là uh, thuận tiện cho chúng ta để các bạn tham gia rồi và bởi vì được lui vào những cái ngày cuối uh, cuối tuần này đấy thì các bạn có thể thu xếp thời gian được vào thứ bảy chủ nhật thì các bạn có thể là uh, tham gia cũng như là vui chơi giải trí cũng là khám phá những cái địa phương các bạn ạ đấy Đến đây thì mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tại lễ hội mùa vàng Bắc Sơn 2023 các bạn nhé. Bye bye các bạn.